thương lắm con sống với hàng dừa mộng mây. Câu đỡ năm xưa nhưng hạt chiều trời mưa. Em nói em thương anh nhiều, em thương anh tình rất nhiều. Nhưng đời không như giấc mơ đẹp em rời xa chốn đây. Ok, vâng, xin chào mọi người. Mình là Thuận Ba Lô đến từ Mua Tốt.net. Bên mình chuyên kinh doanh những dòng loa karaoke, loa sách tay cao cấp đó, để dùng cho chúng ta hát karaoke, gia đình, hội họp, bạn bè, tổ chức sự kiện nhé. Và ngày hôm nay mình sẽ review test âm thanh dòng người dòng loa này. Đây là dòng loa mình rất là thích luôn. Nó nhỏ gọn, ví dụ dòng loa này đây, bass 3 tấc nhưng mà giá ngang một dòng loa đây, bass 4 tấc rồi này, loa thùng gỗ bass 4 tấc luôn. Đấy, và bây giờ mình sẽ test âm thanh nha. Sau đó nếu mọi người thấy âm thanh ok, nó phù hợp với cái tai của mình, sau đó mình sẽ review cho mọi người chi tiết nha. Vô. Đây. Nãy giờ thì mình đã hát karaoke một đoạn của nó đấy. Và bây giờ mình sẽ ok, mình sẽ test một bài tiếng chép mọi người nhé. Đấy, cái tiếng chép là tiếng đàn guitar đó. Để sau đó mình sẽ hát một bài nó có tiếng bass nhiều để mình nghe được bass chép nhé. Rồi, mình đã lưu vào danh sách xem sau nè. Bài Sợ Yêu này. Bài này test tiếng chép rất là tốt. Volume bass chép 50% nha. Lại thấy chân lòng vẫn đau trong tim mà
513 mọi người nhé. Đây là một dòng loa thùng gỗ bass 3 tấc. Nó có hai cái micro như thế này. Mọi người có thể xem được cái chi tiết của micro của nó nha. Micro nó đây. Đấy, nó xi cả trong cả ngoài luôn mọi người nè, màu vàng. Cái này bằng kim loại nè, đây. Đấy. Rồi, hai micro như thế này. Rồi có một cái remote, một cái dây sạc, đây là một cái hộp. Hộp micro để chúng ta có thể dắt ở phía sau này mọi người nè. Theo phía sau. Còn đây là chỗ nó gắn bình này mọi người. Rồi. Ở đây thì có tay sắt, nó không có tay bơm hai bên, nó có tay sắt như thế này. Có một tay kéo như thế này. Giá hiện tại của dòng loa Temasek GD1213 tại Motoxnet là 5.500.000 đồng mọi người nhé. Cái giá đây. Này bảo hành bình 1 tháng, vít 6 tháng và bo mạch là 1 năm. Mặt lưới chúng ta có thể thấy như thế này. Cái này nó có một cái ưu điểm mọi người, là khi chúng ta đánh bass nó ấm. Nhưng mà kiểu này nó sẽ bị bụi đấy. Nó sẽ thời gian nó sẽ bị dễ bị bụi hơn những cái dòng như thế này. Những dòng như thế này thì nó sẽ lâu dính bụi hơn, còn cái này thì nó dễ dính bụi hơn. Và sau thời gian nếu mà bụi quá thì chúng ta có thể vặn cái những ốc ra, chúng ta giặt đi cái trong. Nhưng mà cái này sẽ giúp cái bass nó sâu hơn và nhìn nó đẹp. Đó. Đây có một bass 3 tấc. Đây mình chưa có khui ra bên trong. Có một cái này mình chỉ biết đây là bass 3 tấc mọi người nhé. Quan trọng là âm thanh thì hồi nãy giờ chúng ta đã nghe rồi. Loa này có thể chơi ngồi chơi khoảng 3 bàn nhé. Đấy. Và dòng loa này thì loa 3 tấc nhưng mà cái công suất của nó đánh ngang những loa 4 tấc mọi người, tại vì giá những loa 4 tấc trung bình á, âm thanh trung bình thì khoảng từ 5 triệu, 4 triệu rưỡi 5 triệu đó là loa 4 tấc. Còn dòng loa này thì 5 triệu rưỡi. Nếu mọi người muốn test âm thanh dòng loa này hoặc là nhiều dòng loa khác nữa có thể đến trực tiếp địa chỉ số 4 đường Tân Hải, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh nhé. Hoặc có thể truy cập website mua tố.net. Mọi người thấy yêu quý nhớ lúc đăng ký kênh để còn nhận những video nhé nha. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại.